Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong 2 ngày tới trời nhiều mây, tập trung vào đêm và sáng, có sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng dần, trưa chiều mai dao động trong khoảng là từ 23 đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn, phổ biến là từ 31 đến 34 độ, có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ lên trên 35 độ. Từ ngày 6 tháng 3, rãnh áp thấp có xu hướng bị đẩy dịch gần xuống khu vực Bắc Bộ và đầy dần lên. Khối không khí lạnh dồn xuống phía Nam nên nhiệt độ thì lại giảm dần. Từ ngày 7 tháng 3, khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa nhỏ diện rải rác. Trời chủ yếu chỉ rét về đêm và sáng. Lui xuống các tỉnh Trung Bộ, từ ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên, phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ trong khoảng là từ 31 đến 34 độ, có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Từ ngày 6 tháng 3, khả năng nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh vùng núi phía Tây khu vực này. Còn khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, thời tiết ít có sự biến động. Phổ biến ít mưa và ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ và có nơi cao hơn. Từ ngày 7 tháng 3, cùng với quá trình rãnh áp thấp bị nén và đẩy dần dịch xuống phía Nam sẽ gây mưa rào rải rác cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Mưa xuống khiến nắng nóng ở các tỉnh vùng núi phía Tây khu vực thuyên giảm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong 3 ngày tới phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Tại Nam Bộ nhiệt độ phổ biến là từ 32 cho tới 35 độ, riêng miền Đông có nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ và có nơi cao hơn. Trên biển ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày 7 tháng 3, gió chuyển hướng Đông đến Đông Bắc cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió Đông đến Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trời ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.